Du học, cụm từ ai cũng nghe được quen tai, nhưng chúng ta dường như sẽ không thể thật sự hiểu nếu chưa từng trải qua nó. Nếu bạn nói ước mơ đi du học chỉ vì những quảng cáo màu mè trên truyền thông, những tấm ảnh xa hoa bạn bè post ở trên Facebook, vì mong muốn được đặt chân đến các vùng đất đẹp tựa phép màu như trong Harry Potter, hay vì những câu chuyện lãng mạn nào đó có tiểu thuyết Oxford thương yêu, hay là phim truyện chuyện tình Harvard, thì khả năng cao khi đối diện với thực tế, giấc mộng của bạn sẽ bị vỡ tan tành. Được đi du học thì đúng là một điều tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn vào những mảng màu hồng giữa cuộc sống muôn màu thì chúng ta sẽ có cái nhìn phiến diện và phi thực tế. Đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời, chuẩn bị trước và sẵn sàng đương đầu với những điều không vừa ý mới là thứ dạy bạn trưởng thành, giúp bạn có những trải nghiệm trọn vẹn thật sự. Và sau đây là bài viết 7 thứ mà cuộc sống du học đã dạy cho tác giả Phương Anh Violet, hiện đang du học bậc tiến sĩ tại Vương quốc Anh. Qua video này, Spider Room hy vọng bạn có thể rút ra bài học từ 7 nốt trầm đó và thêm vững vàng khi chuẩn bị tâm thế để bay đến một vùng trời mới toanh. Ngoài ra, nếu bạn đang có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc gì đến tất tần tật về con đường du học, từ chọn trường, làm hồ sơ, xin visa, xin học bổng, thì hãy tham gia nhóm anh em cần cù du học của Spider Room để được đồng hành bởi các chuyên gia nhé. Link của nhóm chúng mình sẽ để ở trong phần mô tả của video và pin comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Những nỗ lực cho đến lúc đặt chân lên máy bay. Đầu tiên, để đạt được đến viễn cảnh du học trong mơ, thì trước tiên tất cả du học sinh đều sẽ phải trải qua những quãng thời gian dài hơi với nhiều lo toan về mọi mặt như là tài chính, học bổng, visa và tinh thần có thể mệt mỏi vì đủ thứ việc nhỏ. Nếu bạn đi du học tự túc, thì mình tin bố mẹ bạn đã phải nỗ lực rất nhiều bởi chi phí học tập và sinh hoạt đắt đỏ nước ngoài. Nếu bạn tự kiếm tiền để đi du học, mình nghĩ đó là một khoản đầu tư mà bạn đã phải tích góp và đắn đo, hay thậm chí đi học đã nhiều lại còn phải đi làm thêm. Còn nếu bạn đi du học bằng học bổng, thì mình hiểu cái cảm giác viết hồ sơ, phỏng vấn, chờ đợi kết quả nó áp lực đến thế nào. Thậm chí trong suốt những năm tháng đi học, đi làm, trong lòng mình luôn canh cánh cái ý nghĩ làm tất cả để có bộ hồ sơ đẹp để xin học bổng. Và rồi khi nỗ lực cho việc này, bạn sẽ phải chịu đánh đổi và gạt sang một bên những điều hay ho khác và không thể được làm rất nhiều những việc khác. Chúng ta không ai hoàn hảo, không thể cùng lúc có tất cả mọi thứ. Đến lúc đạt được học bổng rồi thì lại lo đi xin visa. Điều này không đơn giản, hoặc nếu có đơn giản thì khi ấy trong lòng cũng chẳng thanh thản bởi nỗi sợ cơ hội này mình chưa nắm được chắc. Có người bạn cùng khóa với mình, chúng mình đã nhập học được 2 tuần rồi. Hôm vừa rồi mới nhắn cho cả lớp là vừa xin được visa. Sau đó, bạn ấy hỏi đến thuê nhà. Mãi đến lúc mình vào nhận nhà, dỡ đồ xong xuôi, mình mới có thể nằm xuống giường và thở. Tạm thời hết cái phải lo. Thứ hai là những lạ lẫm. Tiếp theo đó, bạn sẽ phải đối mặt với 47-49 tình huống khó khăn khác. Những câu chuyện thích nghi vốn đã khó ngay khi ta đặt chân đến một nơi chốn khác ở trong nước, nay còn đau đầu hơn khi ta một mình đi tới nước ngoài. Ngày mình đến Nottingham, cũng có nhiều bạn đến cùng ngày. Mình may mắn có người bạn ở đây trước để đi xem nhà. Cũng là qua agency uy tín nên mình đặt cọc, chuyển tiền nhà tháng đầu và mọi thứ suôn sẻ. Nhưng cũng có nhiều bạn không được như vậy. Đến chiều bạn mình nói, trên nhóm du học đã có một bạn bị lừa. Bạn ấy cũng nhờ người đi xem nhà, chuyển tiền cọc rồi, mà đến nơi thì không gọi được cho chủ nhà. Phòng ở trên tầng 2, nhưng đến cái cửa hàng ở tầng 1 hôm đi xem nhà đến giờ cũng vẫn biến mất. Mình biết sinh viên lên Hà Nội tìm nhà trọ bị lừa tiền cọc cũng rất khổ, mà ở đây lại còn là ở một đất nước mới. Mình cũng mất cả ngày để học sử dụng các thiết bị ở trong nhà, mua những món đồ còn thiếu, học cách mua vé đi tàu điện, tìm một con đường thuận tiện đến trường và thậm chí xem trong siêu thị có những gì mình có thể ăn được. Mình mất 2 ngày đi lạc trên đường đi học, mất hơn 1 tiếng lòng vòng mới đến được lớp. Bạn cùng lớp phải chỉ cho mình tận nơi, xuống ở đâu, bắt xe nào. Hôm sau mình mới quen. Có mỗi việc đi học tưởng chừng như là không thể nhầm được thì mình cũng gặp vấn đề. Thấy mình như vậy, bạn cùng lớp phải an ủi. Và Let à, tao biết một mình đến một thành phố xa lạ không hề dễ dàng. Những điều chưa bao giờ làm. Không chỉ là phải làm quen với những điều tưởng quen mà lạ, mà du học sinh còn phải trải qua rất nhiều lần đầu với những thứ mới toanh và vô cùng hoang mang. Nếu bạn không biết nấu ăn thì cuộc sống du học sẽ phức tạp và đắt đỏ hơn nhiều chút. Mình là đứa không thể ngày nào cũng ăn bánh mì bơ với cả thịt nguội được. Mình biết nấu ăn,
nên đó cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng đến lúc đi học về thì lại nghĩ nấu gì ăn gì, rồi tự sắp cơm mai mang đi học, tự dậy sớm nấu đồ ăn sáng, mình mới thấy ở với mẹ thật là sướng. Mình cũng có những lần đầu tiên phải tự giác làm. Lần đầu tiên đi vào siêu thị mua bàn chải cọ nhà vệ sinh, nước cọ toilet, nước cọ nhà tắm. Nghe đơn giản đấy, nhưng mà mình vẫn phải mất một lúc để phân biệt, thế mà vẫn mua nhầm. Rồi sau đó là lần đầu tự động đi cọ nhà tắm mà không đợi bị mẹ mắng. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà mình lên Google và gõ cách thông tắc cống. Nói chung, đó là lần đầu tiên mình cảm thấy tất cả cuộc sống của mình nằm hết trong tay, chẳng phải sợ ảnh hưởng đến ai. Thật là tự do, nhưng quyền lợi cũng đi kèm với nhiều trách nhiệm không kém. Những lúc bạn bè nói mình không hiểu. Bài học tiếp theo mà du học dạy cho mình chính là khoảng cách siêu lớn giữa tiếng Anh học thi và tiếng Anh thực tế, cũng như bất đồng ngôn ngữ sẽ dẫn tới hệ quả gì. Tuần đầu tiên đến lớp, khi nghe bài trong lớp thì mình vẫn hiểu, dù sao thì vẫn có ngữ cảnh, nhưng mà khi giải lao, nghe bạn bè nói chuyện thì mình không hiểu gì cả. Mình là đứa duy nhất trong lớp lần đầu tiên sống ở Nottingham, nên ngoài việc lạ đường xá ra thì mình cũng không bắt kịp mạch chuyện với những câu chuyện với tốc độ nói tiếng Anh của người Anh nữa. Sau lần đầu ấy, mình phải nhắn tin về cho đứa bạn rằng giờ thì tôi mới hiểu tại sao người ta phải luyện IELTS đến 8 chấm rồi. Hồi đi du học bậc thạc sĩ, mình rất ghét làm việc nhóm bởi cảm giác mình không được có ý kiến ở trong nhóm. Rồi có lần, cô bạn mình còn nghe được một đứa cùng nhóm bài tập nói xấu mình với những thành viên ở trong nhóm. Cũng may, các bạn cùng lớp tiến sĩ của mình rất thân thiện và tốt bụng, mỗi tội nói tiếng Anh hơi nhanh, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ quen thôi. Mình còn may mắn là sống ở nước nói tiếng Anh, một ngôn ngữ mình hiểu. Có lần đi du lịch ở Áo, đường tàu trục trặc và thông báo trên tàu bằng tiếng mình không hiểu. Khi các hành khách khác đã xuống tàu hết mà tàu mãi không chạy tiếp, bọn mình mới thấy lo và chạy đi hỏi nhân viên trên tàu. Thế nên, mình cũng rất phục các bạn sống tại một đất nước mà không nói được ngôn ngữ bản địa. Những lúc nhớ nhà. Có một điều mà chắc chắn du học sinh nào cũng sẽ phải trải qua, đó là những hôm nhớ nhà quắt quéo. Nước Anh mùa thu mà lạnh như ngày lạnh nhất của mùa đông Hà Nội vậy. Mình đã khóc trên chuyến đường đưa mình bay sang Anh. Đây là lần thứ hai mình đi du học, nhưng mình không biết tại sao lần trước mình chỉ nhớ nhà một chút xíu lúc Tết đến, mà lần này lại khác thế. Mình nhìn các bạn trên cùng chuyến bay háo hức như mình lần trước vậy. Nhưng mà mình không háo hức như thế mà chỉ thấy nhớ nhà. Chắc cũng một phần vì mình nhớ sự quan tâm của mẹ mà từ nay mình sẽ không có được đặc ân ấy nữa. Và một phần vì chuyện du học này cũng dài hơn lần trước vài năm. Đi du học là có cả những lần nhà có việc nhưng mình không thể về được. Hồn nhiên thế nào thì đến tuổi này, mình cũng phải biết lo cho gia đình. Dù nếu ở nhà mình cũng chẳng làm được gì nhiều. Không hiểu tại sao mình rất chạnh lòng mỗi khi ai đó bảo đi xa thế bố mẹ già yếu ai lo. Bố mẹ mình vẫn khỏe mà mình không phải đi hẳn không về nữa. Cớ sao người ta luôn chỉ nói về những điều không may, còn cảm giác như là chú eo. Và cả những chuyện chẳng nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Thật sự đi du học là những lần bật ngửa bất ngờ. Thực ra ở nhà bố mẹ mình bao bọc mình lắm, và mình luôn nghĩ mình là một đứa ăn may hết phần thiên hạ. Mình rất tự tin, mình sẽ không bao giờ gặp mấy chuyện xui xẻo. Thế mà hồi đầu mới sang học thạc sĩ năm 2018 ở London, mình bị mất ví ở ga tàu và bị giật đồ ở Paris. Thực sự lúc đó mình rất sốc, bởi dù chuyện này có nghe kể nhiều lần, nhưng mình cũng không ngờ là lại đến lượt mình. Kiểu như thần may mắn của mình đang ngủ lệch vúi giờ vậy. Còn có lần đi du lịch ở Vienna, Áo, mình mới đặt phòng Airbnb của một chị người Việt. Đến nơi, chị gái ấy cho mình đứng dưới cửa gọi mướt mải không thèm nghe máy. Đến đồng bào còn lừa nhau thì nên tin ai ở nơi đất khách đây. Chuyện sinh viên sang đây bị lừa mất tiền cũng chẳng phải hiếm. Hôm trước có đứa em mới quen ở Nottingham gọi mình ra công viên tâm sự. Em vừa gọi điện cho bố mẹ chuyện mới bị lừa mất hết tiền. Em đang nghĩ hay là em về, vì nước Anh nhiều lần khiến em đau lòng quá. Từ khi sang UK, em gặp nhiều chuyện. Mình cũng chẳng biết giúp thế nào, mà chỉ biết mong rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn. Tuy vậy, ở đâu cũng có người này người kia. Nhiều bạn bè ở Việt Nam hết lòng giúp đỡ mình lúc mình mới sang để ổn định cuộc sống. Những lần ngơ ngác đứng ngoài đường, nhiều người nước ngoài cũng đến hỏi mình, "Are you okay?" Người Anh thân thiện khác với sự lạnh lùng mà đâu đó người ta thường nhắc đến. Đó là chút ấm lòng vỗ về cho những du học sinh như mình. Đi hay ở? Vậy đi du học tốn kém và gian truân thế thì rốt cuộc là nên đi hay không đây? Theo mình đó là quyết định ở mỗi người thôi. Mình cũng không bảo đi du học vất vả hơn ở nhà, vì mình biết
nhiều bạn đã phải tự lập từ sớm, không như mình được bố mẹ bao bọc khá kỹ nên xa nhà hơi bỡ ngỡ. Hồi mới tốt nghiệp đại học, mình đang đi tìm việc. Mình đọc bài của bạn mình đi du học viết là: tại sao tôi không ở nhà và có một công việc ổn định mà phải đi du học vất vả thế này? Mình đọc câu đó thì mình ghét lắm. Bạn thử ở nhà đi tìm việc rồi đi làm xem có vất vả hay là không. Mình cũng đi làm 6 năm rồi nên mình biết đi làm cũng đầy áp lực. Ở Việt Nam cũng có đầy chuyện không vui. Nhưng mình nghĩ mọi điều chúng ta có đều là kết quả của những sự lựa chọn. Trên máy bay, mình đã xem bộ phim Everything's Everywhere All at Once. Có một câu chuyện mình nhớ thế này. Dường như chúng ta ở vũ trụ này, nhưng lại thường nghĩ về mình nếu ở trong vũ trụ khác. Bản thân mình cũng đầy tiếc nuối và mơ về những vũ trụ nơi mà mình có thể đã đi làm khác đi. Suốt chuyến bay, mình nghĩ về những tiếc nuối ấy. Tuy vậy, vũ trụ nào cũng có những nốt thăng nốt trầm, những niềm vui và cả sự mất mát. Ở đâu cũng có vui và buồn, sướng và khổ. Nhưng không phải vì cuộc sống kiểu gì cũng có lúc không vui mà cuộc sống này trở nên khốn khổ. Cuối phim, đáp án cho mọi mâu thuẫn chỉ nằm ở hai chữ: Be kind, tử tế. Hãy trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc thì chúng ta sẽ trở thành những mảnh ghép để cuộc đời này đáng sống. Chỉ cần mình thực sự hài lòng với mỗi lựa chọn của mình hàng ngày, dù nhỏ nhặt hay là trọng đại, vũ trụ hiện tại là nơi phù hợp nhất dành cho mình rồi. Hôm giới thiệu về chương trình học tiến sĩ, thầy giáo mình nói một phần về áp lực đồng trang lứa và nhắn nhủ với chúng mình rằng bất cứ ai mà các em nghĩ là thông thái và giỏi giang thì đều có những bế tắc riêng cả. Vậy nên đừng so sánh hậu trường cuộc đời mình với trailer của người khác nữa. Vậy tóm lại, du học có sướng không? Sẽ có nhiều cái không đấy. Bạn sẽ trải qua những bài kiểm tra, những bài làm nhóm mà mình như người vô hình, những cuốn sách đọc hoa cả mắt, những đêm thức trắng để viết bài cho kịp deadline. Bạn sẽ ăn những món ăn không ngon, những ngày đông đói cồn cào thực sự thèm một bát phở, những lúc thấy mình như cô bé bán diêm, chỉ biết nhìn món đồ mình thích qua tủ kính lấp lánh mà chẳng có tiền để mua. Và tệ nhất là những lúc nhớ nhà, muốn về nhà nhưng cũng chẳng có cánh cửa Doraemon nào xuất hiện để bạn bước qua. Và đôi khi bạn sẽ tự hỏi rằng mình trải qua tất cả những thử thách ấy một mình để làm gì. Mình nghĩ sau tất cả, thứ bạn nhận lại chính là một hành trình trưởng thành xứng đáng. Bạn không chỉ có tri thức rộng mở mà còn có một cuộc đời phong phú và vững vàng. Và đó là toàn bộ những chia sẻ của tác giả Phương Anh Violet. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ trên? Đừng ngại comment chia sẻ câu chuyện của mình với Spider Room ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!